Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tự thêm sản phẩm muốn mua ở Shopee và Line để có thể sử dụng mã ship cũng như là mã giảm giá 40, 50 hay 100 nghìn chỉ dành riêng cho các sản phẩm đang live stream. Bước 1, mọi người vào app Shopee tìm sản phẩm cần mua. Sau đó ấn vào hình mũi tên ở phía dưới của sản phẩm định mua. Mọi người chọn sao chép đường dẫn để lấy link sản phẩm. Bước 2, mọi người vào trình duyệt web, gõ cùng sunsell.com. Sau đó, dán link sản phẩm cần mua vào thanh tìm kiếm, ấn thêm giỏ like. Màn hình sẽ hiện link like, mọi người bấm vào đó để vào shop đăng like. Rồi bấm vào phần phát trực tiếp. Sản phẩm định mua sẽ hiển thị đầu tiên ở giỏ hàng góc trái phía dưới màn hình. Mọi người thêm sản phẩm định mua vào giỏ hàng, sau đó lựa chọn các mã giảm giá 40, 50 hay 100 nghìn cho like và các mã free ship rồi ấn mua hàng. Mọi người lưu ý mã like giảm 50% tối đa 40k, giảm 100 đơn từ 400k và một số mã like khác sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối hàng ngày, riêng thứ 5 hàng tuần và ngày sale như mùng 8 tháng 8, mùng 9 tháng 9 và 15, 25 hàng tháng sẽ lên cả ngày, bắt đầu từ 0 giờ.